đấy, các cái tạo object này, rồi thì các cái công việc xử lý về cái gì, xử lý về mảng này, chắc chắn là các bạn sẽ phải validate dữ liệu ở trong cái bài assignment, thì các bạn sẽ phải xử lý công việc về mảng này, về chuỗi này, về số này, về regex này. Chắc là regex tôi cũng sẽ hỏi ít thôi, nhưng mà các bạn cũng phải đọc qua một chút, thì đây nó sẽ là những cái nội dung mà trong các cái phần vừa rồi các bạn học ấy thì tôi sẽ hỏi, được chưa? Trong cái bài thi mỗi bạn tôi sẽ hỏi khoảng 2-3 câu gì đấy để lấy điểm, thì chắc chắn những cái thứ chúng ta đã học rồi thì nó sẽ nằm ở trong này hết, đúng chưa? Thì bài 1, 2, 3 thì nó là về xử lý mảng chuỗi số regex này, được chưa? Bài 1, bài 2, bài 3 về object này, đúng chưa? Bài 4, bài 5 là về bất đồng bộ. Bất đồng bộ thì chúng ta xử lý nó, hiện tại chúng ta đang xử lý nó bằng promise, thì những cái câu này là về promise, được chưa? Còn đến cái bài hiện tại, bài 6 của chúng ta, bài bài về cách tạo object đi rồi, bài tiếp theo bài 6 hôm nay chúng ta sẽ học về di sản object, được chưa? Thì đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ bắt buộc phải nhớ và ôn để chuẩn bị cho đợt đợt thi tới. Thời gian thi là bao giờ nhỉ, có ai biết không, theo lịch AP ấy? Coi này. TH này. Đây bảo vệ đây. Ôi giời. Sao lại mùng 1 tháng 5 lại thi nhỉ? Cái này nó chắc là sẽ rời nhé. Mùng 1 tháng 5 mới thi đấy, thì nghỉ lễ mà. Chắc là từ khoảng đầu tháng 5. Đầu tháng 5 chúng ta sẽ bắt đầu thi rồi đấy. Nên là các bạn cũng phải chuẩn bị sớm đi, không kịp đâu nha. Rồi hôm nay sang cái bài mới, bài của mình là về JSON Object và Ajax, chúng ta sẽ học về hàm fetch, được chưa? Nội dung bài hôm nay mục tiêu của chúng ta sẽ là giải thích được khái niệm về JSON Object, giải thích được khái niệm về Asynchronous JavaScript and XML, người ta gọi là Ajax này, A Z, được chưa? A X, đấy là cái chữ Ajax. Thực hiện việc gửi request tới server bằng JavaScript Ajax sử dụng hàm fetch, sử dụng các thư viện của bên thứ ba để gửi request lên. Và chúng ta sẽ sử dụng thư viện Axios. Cái thư viện này hiện tại đang rất nổi tiếng ở trong các cái framework. Ví dụ các bạn có thể dùng dùng cái Axios này trong bằng React ở trong React hoặc trong Angular hoặc ở trong Vue.js đều được, dùng hết. Kể cả các bạn sử dụng cái Axios này ở trong cái Node.js, khi sau này các bạn làm việc các cái công việc project ở trên lớp cũng có luôn, chuyện rất bình thường. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến cái khái niệm là JSON là gì, JSON object là gì, được chưa? Thì JSON object người ta viết tắt của cái chữ là JavaScript Object Notation, được chưa? Viết tắt là JSON, là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript. Kiểu dữ liệu này bao gồm chủ yếu là text có thể đọc được theo dạng cặp thuộc tính và giá trị. Về cấu trúc, nó mô tả một vật thể bằng cách bọc những vật thể con trong một vật thể lớn hơn, và cái việc bọc đó nó thể hiện bằng cái dấu 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 ngoặc nhọn, được chưa? JSON là một kiểu dữ liệu trung gian, chủ yếu được nó dùng để vận chuyển thông tin giữa các cái thành phần của một cái chương trình, được chưa? Thế vậy thì bây giờ tôi sẽ nói chuyện với các bạn về cái JSON này và ý nghĩa của nó. Để em bot đây. Chúng ta nói chút về lịch sử. Lớp này lớp bao nhiêu nhỉ? Lớp mình lớp bao nhiêu nhỉ? Không này. Một ba Đây lớp ba này đúng không? Rồi ok. Như này, tôi thì tôi cũng không không kiểu dạng cũng cũng không phải là làm dev được thời gian quá lâu, nhưng mà tôi hay thích đi tìm hiểu một vài cái nguyên nhân, nguyên lý. Thì cái website người ta làm theo cách ngày xưa ấy, tức là cái giai đoạn mà năm năm khoảng 2008 về về trước, tức là cái lúc đấy tôi vẫn còn là một thằng nhóc cấp 3. Các bạn thì chắc lúc đấy còn đang học cấp 2. Đó. Thì cái web về cơ bản cái ngày đấy, web người ta chỉ có một cái khái niệm thôi, là web view. Web view. Như này. Khái niệm duy nhất web view. Vì sao người ta gọi nó là web view? Bởi vì cái web đấy ấy, nó xây dựng theo đúng cái mô hình hình hệ thống ba lớp, bao gồm ba layer, là đầu tiên là presentation layer,
À, lớp trình diễn, cái lớp trình diễn này nó sẽ bao gồm các cái code như là HTML, CSS và JS. Được chưa? Đấy, tầng thứ hai, tầng thứ hai là tầng business layer. Business layer thì bao gồm các cái ngôn ngữ để làm backend, ví dụ như PHP, Java, C Sharp, Ruby on Rails, Ruby, rồi ba chấm các thể loại khác. Và thằng tầng cuối cùng, tầng data layer, data object, data access layer. Cái này nó là các cũng cũng bằng cái ngôn ngữ backend nhưng mà nó để dùng để tương tác với dữ liệu. Như này thì cả một cái project của người ta nó chỉ đơn giản là nằm trong bằng này thôi, và tất nhiên có cái database nữa thì tôi không kể đấy. Được chưa? Thì bởi vì cái việc là tương tác với dữ liệu data layer hay là việc xử lý logic dữ liệu ấy, thì nó đều được xử lý bằng cái code PHP hay là code backend mà tôi đang nói đến ở đây rồi. Còn cái phần trình diễn này, cái lớp trình diễn này thì giống như web, cái web chúng ta vừa học xong môn PHP 2 đúng không ạ? Thì cái code JavaScript hay là code HTML, cái cấu trúc của file HTML, dữ liệu được hiển thị trên file HTML thì nó sẽ làm sao? Nó đều được sinh ra, được generate ra bởi cái code của backend. Được chưa? Do đó toàn bộ từ trên xuống dưới cái thằng này, từ trên xuống dưới ở đây, chúng ta chỉ có thể đơn giản là gói gọn nó trong một bằng một cái từ là request. Request và data. Được chưa? Bởi vì dữ liệu nó thông suốt. Dữ liệu thông suốt cho nên là chúng ta có thể dùng backend để làm tất cả mọi thứ ở trong này. Đây là cách làm web cũ và cá nhân tôi gọi đấy là cái cách làm web bằng web view. Được chưa? Nhưng bắt đầu vì sao chúng ta có từ năm 2008, 2009? Các bạn còn nhớ năm những cái năm đấy có cái việc gì bùng nổ không? Ai còn nhớ? Không ai nhớ gì à? Năm đấy em nhớ mỗi là chỗ em ngập rồi. Ngập, đúng rồi, lụt là một việc. Việc thứ hai gì còn biết không? Thì em không biết. Nó có rất nhiều sự kiện lớn trong những cái năm đấy. Việc thứ nhất là Google Search ra đời. Đấy là việc đầu tiên và chính thức là bắt đầu nó bùng nổ từ đấy. Việc thứ hai, không ai nhớ gì à? Mobile. 2008, 2009, 2007. 2009 nếu như cái vụ khủng bố ở Mỹ sai. Không biết, đấy là 2011 thì phải. Những cái năm đấy là nó xuất phát điểm của mobile, Android, iPhone, nó bắt đầu bùng nổ lên. Được chưa? Và cái nhu cầu của người ta có một cái máy tính ở trên tay, vừa gọi điện thoại, vừa dùng web, vừa cài ứng dụng, đúng không ạ? Thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện là các cái ứng dụng của chúng ta nó sẽ phát sinh ra thêm app mobile. Được chưa? Thế vậy ví dụ như các bạn đang dùng cái app mobile á, ví dụ các bạn vào Facebook có app riêng trên điện thoại không? Có, đúng không? Hay các bạn vào Instagram có app mobile không? Có. Nó có web không? Cũng có luôn. Thế vậy thì bây giờ nó cần phải có một cái công cụ nào đấy để cái dữ liệu ở trên thằng web và thằng app này nó được đồng bộ với nhau. Được chưa? Web hiển thị như nào? Trên app mobile hiển thị như vậy. Đúng không ạ? Đúng chưa? Chứ không thể nào mà có cái câu chuyện là web làm một đằng xong rồi mobile nó hiển thị một nẻo được. Như vậy nó không nhất quán về cái nội dung. Đúng chưa? Và các bạn biết rồi, thời đại công nghệ thông tin, nó chỉ cần lệch pha một chút, rồi lệch thông tin, chậm thông tin một chút thì nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ rồi. Đúng không? Thì do đó là người ta sẽ phải tìm một cách nào đấy để thằng web, thằng ứng dụng web và thằng ứng dụng trên mobile, hai thằng này có thể nói chuyện được với nhau. Nói chuyện được với nhau. Được chưa? Truyền tải thông tin qua lại một cách nhanh chóng. Được chưa? Nhưng vấn đề của chúng ta nó phát sinh phức tạp hơn. Chắc chắn là sẽ làm được nhưng mà nó sẽ phát sinh phức tạp hơn ở chỗ như sau. Cái thằng web này thì ngày xưa các bạn biết là nó có vô vàn các cái ngôn ngữ có thể code được web, ví dụ như Java, đúng không? C Sharp, PHP, Ruby, Python, rồi 31 tỷ các cái thể loại khác,
được chưa? Đây là cho thằng web. Tuy nhiên với thằng app mobile, các bạn biết có bao nhiêu ngôn ngữ có thể làm được app mobile ngày xưa không? Bao nhiêu? Chỉ có hai ngôn ngữ thôi. Được chưa? Chỉ có hai ngôn ngữ thôi. Một cái là Java và một cái là gì? Objective-C. Objective-C là hai cái chính làm ra. Tất nhiên là còn C# khi thời điểm còn Windows Phone. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có chỉ có Java và Objective-C là hai ngôn ngữ chủ đạo thôi. Được chưa? Thì bây giờ ví dụ kể cả trong cùng một nền tảng, hai thằng ở hai cái nền tảng khác nhau, hai cái ứng dụng khác nhau nói chuyện nhau đã khó rồi. Chưa tính là ví dụ như từ server web viết bằng PHP mà gửi dữ liệu lên cho ứng dụng mobile bằng Java hay bằng Objective-C gửi vào mặt. Đúng không? Nó rất khó khăn. Do đó để có thể giải tỏa được là giải pháp cho cái việc tương tác hai chiều giữa hai thằng này truyền tải dữ liệu cho nhau á, thì người ta lúc đấy tạm thời sử dụng một cái ngôn ngữ chung, với ngôn ngữ chung ở trong này để hai thằng nó có thể giao tiếp được với nhau, người ta gọi là XML, XML. Tuy nhiên cái thằng XML này khi mà nó ra đời thì nếu mà các bạn tại cái giai đoạn mà khoảng 5 năm 7 năm trước, các bạn mà có máy tính, các bạn đọc báo ấy, các bạn vào những cái trang như Dân Trí hay là 24 giờ hay là VN Express hay Vietnamnet chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là có một cái khái niệm là RSS. Có để ý cái nào? Chữ này. Có ai để ý không? Cái RSS này là cái RSS này là nó cung cấp ra một cái nguồn dữ liệu, một cái đường dẫn để cung cấp dữ liệu, và nó trả về một cái file đấy là file gọi là file chấm có đuôi là .xml. Trong cái file đấy nó sẽ gồm chứa các cái thẻ chứa dữ liệu, ví dụ như phần nào là tiêu đề của bài viết thì nó sẽ có chằm trong thẻ title, ABCDEZ đóng thẻ title. Ví dụ như phần nào là thẻ ảnh thì nó sẽ có cái thẻ image mở ra đường dẫn ảnh ở trong đấy. Rồi thì những cái nội dung nó thậm chí nó sinh ra cái thẻ content viết ở trong file email đấy luôn. Và hai thằng từ app mobile chuyển sang backend hay là từ backend đẩy sang dữ liệu sang app mobile thì nó sẽ hoạt động bằng cái ngôn ngữ là XML. Nó gần giống như là cái ngôn ngữ HTML ấy. HTML thực ra là biến thể nâng cao của thằng XML thôi. XML nó ra đời trước. Được chưa? Thì các cái ngôn ngữ đều có thể đọc được cái XML này. Đều có thể đọc được hết. Được chưa? Thì coi như bây giờ cái XML này nó trở thành cái ngôn ngữ chung để các cái nền tảng khác nhau có thể nói chuyện được với nhau. Ví dụ từ PHP chuyển dữ liệu sang cho Java, từ Ruby chuyển dữ liệu sang C#, từ PHP chuyển dữ liệu cho Ruby. Được chưa? Thì chúng nó nói chuyện với nhau thông qua một cái file XML. Tức là khi mà gửi request đi thì đi kèm với một cái file XML nữa. Được chưa? Tuy nhiên lại phát sinh ra một cái biến cố là cái XML nó quá nặng. Bởi vì nội dung của một cái file XML ấy, nó có thẻ đóng, thẻ mở cộng với nội dung của nó nữa. Do đó là cái việc truyền tải một cái nội dung XML đi dần dần nó trở lên rất là nặng nề và bóc tách nó rất là mệt. Nói thật luôn là bóc tách nó rất là mệt. Do đó người ta tìm một cái cách nào đấy để có thể thay thế thằng XML này đi và tối ưu hóa được cái dung lượng truyền tải giữa các bên khác nhau, giữa các bên với nhau. Được chưa? Thì mãi về sau này người ta mới tìm ra, thì như tôi nhớ không nhầm là năm 2010 hay 2012, 13 gì đấy, không nhớ. Thì người ta bắt đầu sử dụng đến thay thế thằng XML này bằng cái khái niệm là JSON. JSON sử dụng thay thế XML. Bởi vì sao JSON người ta lựa chọn là cái công cụ để có thể thay thế được thằng XML? Bởi vì cái thứ nhất, JSON nó là cái một dạng object và nó có thể chứa được dữ liệu mà tất cả các ngôn ngữ khác đều có thể đọc được. PHP đọc được, Java đọc được, C# đọc được, Ruby đọc được, Python đọc được. Tất cả đều đọc được cái đấy, bởi vì về cơ bản cái cấu trúc của nó cực kỳ rõ ràng và cực kỳ đơn giản. Sau khi đọc, người ta cũng hoàn toàn có thể là người ta có thể ép được cái dữ liệu từ PHP chuyển sang JSON và ngược lại từ một cái string chuyển cái dữ liệu string đấy thành object trong PHP. Hay tất cả các ngôn ngữ khác cũng đều có thể làm được như vậy hết. Được chưa? Do đó là cái JSON nó là một dạng
dữ liệu trung gian, nó giống như tiếng Anh bây giờ ấy. Ví dụ tôi không thể nói chuyện với một thằng Trung Quốc, được chưa? Thì bây giờ tôi không biết tiếng Trung Quốc, nó không biết tiếng Việt Nam, thì bây giờ chúng tôi đều nói tiếng Anh, được chưa? Thì ở đây các cái nền tảng, các cái ngôn ngữ khác cũng vậy, chúng nó giao tiếp với nhau bằng tiếng di sản, được chưa? Thì đấy là khái niệm và ý nghĩa của thằng di sản. Thế tiếp thế vậy thì vì sao cái khái niệm cụ thể nó sẽ như thế nào, đúng không? Thì tí nữa chúng ta sẽ biết cái gì gọi là cái cặp thuộc tính giá trị. Thực ra chúng ta đã biết rồi đấy, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại làm rõ hơn thôi. Thì đây, trong cái hình này các bạn sẽ nhìn rõ hơn này. Đây. Nếu trong trường hợp một cái hệ thống bao gồm web server, bao gồm app mobile, thì người ta sẽ xây dựng ra một cái con web server X này, gọi là cái con API. Cái con API này ấy, nó phụ trách cái công việc là nhận request từ hai con này để làm gì? Để biết là hai con này đang yêu cầu cái dữ liệu gì để nó trả ra. Khi request gửi lên, nó tương tác với cơ sở dữ liệu và nó trả ra dữ liệu dạng JSON cho các bên, được chưa? Kể cả web server, kể cả mobile app. Thì đây là cách làm web mới. Thực ra nó cũng không mới so với thế giới, nhưng mà với cái hiểu biết của các bạn sinh viên, các bạn đang là sinh viên, thì với tầm của các bạn thì cách này nó vẫn là cách mới. Nó khác hoàn toàn so với cái cách làm web client server cũ, mà đây nó chuyển sang cách sử dụng là XML, được chưa? Và cái JSON nó là cái ngôn ngữ trung gian cho các cái nền tảng khác nhau. Ví dụ con web server này code bằng PHP này, con web server này code bằng Java này, con app mobile này code bằng Swift này. Thì bây giờ cái JSON nó là cái ngôn ngữ trung gian để các cái nền tảng khác nhau và các cái server khác nhau có thể nói chuyện được với nhau. Thì đấy là ý nghĩa của JSON, được chưa? Thì những cái ưu điểm của JSON và vì sao nó thay thế được cái thằng XML, thì JSON nó nhẹ hơn, dẫn đến là có tốc độ truyền tải nhanh hơn, được chưa? Và nó hợp lý cho những cái ứng dụng có khả năng real time. Các bạn nghe cái chữ real time này bao giờ chưa? Nghe bao giờ chưa? Rồi ạ. Real time là gì? Thời gian thực ạ. Thời gian thực. Ví dụ có tính năng nào ở mà các bạn biết này, nó là tính năng là thời gian thực? Chơi game nông trại thầy. Chơi game nông trại rồi tiếp tục. Còn gì nữa không? Dũng, có biết cái tính năng nào không? Like comment ở trên Facebook với thầy. Comment trên Facebook. Đấy không phải là real time nha. Không phải ạ. À? Em tưởng nó báo là có real time. Có real time. Vâng. Notification. Có real time không? Thông báo có thầy. Hay là các bạn đâu gì nhỉ? Các bạn có cùng vào cái Jambot này với tôi thì các bạn sẽ thấy là tôi viết cái gì ở trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Thì đấy gọi là real time. Được chưa? Nhưng mà thực chất ra cái real time đấy, nó nếu mà đấy nó gọi là real time, nhưng thực ra nó vẫn có độ trễ. Nó vẫn có độ trễ nhất định. Có những cái ứng dụng mà tải nó lớn quá thì cái độ trễ của nó lên đến 1 giây, 2 giây chuyện bình thường. Nhưng mà có những cái ứng dụng mà nó đơn giản, message nó đơn giản và nó tối ưu được cái performance ấy, cái hiệu năng ấy, thì cái việc trao đổi dữ liệu giữa hai bên với nhau thì nó thực sự gần như được real time, tức là bên này xong phát bên kia nhận luôn. Đấy. Được chưa? Tiếp theo là cú pháp của JSON ngắn gọn hơn, dễ đọc và tạo đối tượng hơn, dễ đọc hơn và tạo đối tượng dễ hơn so với XML. JSON có thể được phân tích xử lý dữ liệu nhanh hơn so với XML. Dạ, đấy là lý do vì sao người ta sử dụng JSON để làm ngôn ngữ chung. Dạ. Tiếp theo, một số đặc điểm của JSON này thì nó là ngôn ngữ độc lập, có nguồn gốc từ JavaScript, nhưng nó không phải là JavaScript nhé. Chuỗi JSON được bao bọc bởi cặp dấu ngoặc nhọn, các key và value của JSON bắt buộc phải đặt trong cặp dấu nháy kép, dùng dấu phẩy để ngăn cách các cặp giá trị key value. Các key của JSON nên đặt tên giống như quy tắc đặt tên phổ biến, bao gồm chữ cái, chữ số, dấu ở dưới, không bao gồm khoảng trắng, và các ký tự đặc biệt, ký tự đầu viên không phải số. Được chưa? Các kiểu dữ liệu trong JSON thì bao gồm chuỗi này, số này, đối tượng này,
mảng này, boolean và null, được chưa? Thì đây chúng ta có một cái di sản như này, được chưa? Đây một sinh viên này, mã số sinh viên này, full name này, birth date này, hometown này, ID number này, is married này, gender này, được chưa? Đây đây nữa, được chưa? Thấy cái di sản nó là cái gì, nhìn thấy không ạ? Có ai có thắc mắc gì về cái di sản này không? Nó object header hả? Một người nói thôi, object header cái gì? Em thấy nó giống cái object header. Ừ, object literal gì nữa không? Nó không có cái ID tự đăng ở đây không em ơi, nó chỉ là chứa data thôi, nó không xử lý logic gì cả. Nhớ nha em, nhớ này, nó không có xử lý logic, nó chỉ là một cái công cụ để chứa data thôi. Và như vừa rồi bạn gì nói đấy, bạn gì đâu rồi, Thành, bạn Thành nói ấy, thì đúng thật là nó giống y hệt như là cái object literal, được chưa? Nó giống y hệt, y xì kệt luôn, không khác đấy gì luôn, được chưa? Chỉ khác một cái ấy, là object literal là cái object đấy, xong chúng ta gán cho nó cho một cái biến ấy đại diện cho object, đúng không? Đúng chưa? Nhưng ở trong này chúng ta chẳng có cái gì đại diện cho nó cả, nó chỉ là một tập data và chúng ta tương tác được với các cái phần tử nằm trong cái data đấy, thế thôi, được chưa? Đấy thì đây chính là di sản. Nhưng mà nhớ cho tôi một điều nhé, object literal thì nó có đầy đủ của nó là thuộc tính và giá trị, thuộc tính và phương thức, attribute và method, được chưa? Nhưng ở trong JSON nó không thể có được cái method, nó chỉ có key value tương đương với thuộc tính so với thằng object thôi, được chưa? Nhớ nhé, trong JSON nó không bao giờ chứa method, không bao giờ chứa thuộc tính, nó chỉ chứa duy nhất là data thôi, được chưa các bạn ơi? Cái phần này đặc biệt quan trọng, các bạn ghi chép và giúp tôi, được chưa? Được chưa các bạn? Tiếp tục nha. Đây, ví dụ chúng ta mô tả, có thể mô tả này các đầu điểm của các bạn sinh viên trong lớp này. Ví dụ đây là tên lớp này, PT151111 web này. À, bạn sinh viên đầu tiên, đây, bạn này đây. Dạ. PH515427, môn com 107 của bạn là 7,5. Môn com này hình nhầm, hơi nhầm, đáng lẽ phải sửa lại text. Com 108 là 9, web 1013 là 6. Cái này chắc là tôi phải sửa lại slide do bị nhầm một chút, bị lẫn. Rồi ok, đấy là cái cách viết di sản nhá, đang slide đang bị lỗi cho nên là tôi phải lốt lại chứ không phải là hết nội dung rồi đâu. Mạng nhà đang hơi bị SIDA. Đây, đó là cái slide này, được chưa? Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể viết di sản theo định dạng như này, chuyện này rất bình thường, được chưa? Bây giờ yêu cầu như sau, các bạn tạo ra giúp tôi một cái đối tượng di sản ở trong file JS của mình thôi, được? Các bạn tự tạo một file JS mới, các bạn viết cho tôi một cái đối tượng di sản mô tả lại thông tin cá nhân của mình, làm luôn nhá. Bây giờ tôi chat vào đây này. Đề bài yêu cầu này, tạo ra một file tên là info.json, trong đó viết một object là một cái dữ liệu về thông tin cá nhân của các bạn, bao gồm tên, lớp, quê quán, địa chỉ, quên nhầm, giới tính này, tình trạng hôn nhân, được chưa? Đấy, các bạn làm cái phần này giúp tôi. Đó, treo rồi à? Alo alo.
Hello thầy. Bình thường mà nghe em thấy được rồi đúng không? Được rồi. Vâng. Đây, làm cho tôi cái file này, cái phần này nó rất là dễ thôi, các bạn làm luôn đi. Tôi ngủ thế. Được chưa các thím ơi? Nếu là các bạn đang làm bài thì nó sẽ như nào? Tôi xem là cái diễn đường cao này đâu. Đây. À. Ở lesson 9 tạo file mới index.data.json là info, xin lỗi các bạn tôi nhập info.json. Thì ở trong này viết thông tin cá nhân chẳng hạn thì chúng ta sẽ viết như này, object như này. Yeah. Trong này chúng ta ví dụ như name bằng Trần Hữu Thiện. Trần Hữu Thiện này. Nếu bạn thấy sai cũng phát nó viết ngay, nó kêu ngay. Trần Hữu Thiện này age. Đấy. Bằng 30 tuổi này. Dạ. Yeah. Hometown Nam Định. Và đấy chúng ta thấy là nếu sai cú pháp phát là chúng ta nó sẽ báo Nam Định này, được chưa? Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Giới tính gender true. À, nhưng mà với true hay là số các bạn thấy nó không cần phải hai cái dấu ngoặc nhọn hay cái dấu kép nữa. Giới tính này, tình trạng hôn nhân này is married bằng true luôn. Dạ, true. Cái này gender bằng 1 đi chẳng hạn. Được chưa? Thì đây nó là cái file dữ liệu JSON của chúng ta. Được chưa các bạn, hình dung ra cái cách viết JSON chưa? Có ai thắc mắc gì không? Được chưa? Và cái JSON này nó sẽ là cái thứ mà để giúp chúng ta có thể tương tác được với lại các cái project khác nhau, nó là cái ngôn ngữ trung gian. Được chưa? Tiếp theo, khi mà chúng ta đã sử dụng cái khái niệm được JSON rồi thì chúng ta sẽ làm quen với cái khái niệm là NoSQL. Thì trên thế giới bây giờ cái NoSQL nó đang bắt đầu là phát triển rất là mạnh. Ủa sao cái Firebase này nó lại đen xì xì này ta? NoSQL đang phát triển rất là mạnh và nó đang là cái
xu hướng của người ta để sử dụng data. Thì các cái database hiện tại ấy, thì có cái miễn phí, có cái thu phí, có cái dùng một thời gian sau đó mới thu phí. Thì nó có rất nhiều cái cách áp dụng khác nhau. Thì các tôi có thể giới thiệu qua cho chúng ta những cái NoSQL đang là nổi nhất tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như Amazon đang là cái đơn vị làm cái phần cloud computing, nó thuộc là top 1 thế giới. Thì Amazon nó có DynamoDB là một trong những thằng là NoSQL mạnh nhất bây giờ. Microsoft Azure, được chưa? Thì nó có Microsoft Azure Storage, nó cũng lưu trữ dưới dạng là JSON và đẩy thằng lên cloud luôn, chúng ta không phải lưu trữ trên server của mình. IBM Node and Domino, Domino DB đấy của IBM. Cái thằng này thì cánh như này là thằng chắc là nó không hiển thị tech ở đây. Thằng này là thằng Firebase của Microsoft. Rồi có một thằng độc lập và cực kỳ mạnh tại thời điểm hiện tại là thằng MongoDB. Các bạn hoàn toàn có thể tải MongoDB bản free về cài vào máy mình và có thể tương tác được dữ liệu giống như này. Đây, tôi có đây. Đây connect. Đây, dữ liệu của tôi đây. Collection, category. Đấy, dữ liệu nó dạng như này. Product này. Này. Đấy, các bạn thấy không? ID, name, price, gate. Nhưng mà cái ID ở trong cái MongoDB nó sẽ tự sinh ra cái giá trị. Tôi không cần phải làm gì với nó hết. Được chưa? Không phải tự tăng, tự giảm hết. Auto là cái collection nào của nó cũng có cái cột là gạch dưới ID luôn. Đấy là cái khái niệm của thằng Mongo này. Đây các bạn sẽ thấy là trong cái gallery này của tôi này, nó là một cái mảng, dữ liệu của nó là một cái mảng. Trong cái mảng này có các object khác nhau. Các bạn thấy không? Đấy, tức là object chứa trong một cái object khác. Thì như vậy nếu mà chúng ta làm tốt cái việc như thế này rồi thì chúng ta gần như là không cần phải có cái foreign key giữa các bảng khác nhau nữa. Được chưa? Nếu thích thì tôi bê toàn bộ cái phần product của tôi ném thẳng vào trong bảng category là xong, là trong cái collection category là xong. Thì tôi sẽ biết được là cái category này nó có bao nhiêu cái product luôn. Được chưa? Truy vấn nó rất là nhanh. Đấy là cái xu hướng ứng dụng của thằng JSON Object. Được chưa? Còn thằng Cassandra này tôi chẳng biết nó là cái thằng nào. Chẳng qua mình search thấy nó có nổi, đang nổi lên thì mình cũng đưa nó vào đây thôi. Được chưa? Tiếp theo, việc JavaScript tương tác với JSON Object thì nó có những cái phương thức này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái phương thức như sau. JSON path một cái string. Được chưa? Ví dụ tôi có một cái đoạn string như sau. Tôi có một cái đoạn string như sau như này, copy cái này. Tôi tạo ra một cái file mới tên là index.html. Được chưa? Tôi viết script luôn. Đây tôi có một cái biến là var data bằng cái chuỗi nó như này. Dạ, cái chuỗi nó như này. Tất nhiên là tôi sẽ phải xóa hết cái đống này đi thì nó mới trở thành cái gì xăm được. Chứ còn nếu không nó chỉ là một cái chuỗi chuẩn được, chứ không thì là sẽ bị lỗi. Đây như này, thì nó không bị lỗi như này. À nhầm, cái này là tôi phải viết dấu như này. Đây như này. Đây tôi có một cái chuỗi, coi như tôi có một cái chuỗi. Với cái chuỗi này bây giờ chúng ta tiến hành nhá. Console.log ra cái biến data. Và bây giờ chúng ta xem là cái file này nó hiển thị cái dữ liệu của cái biến data cái là thuộc dạng gì. Đây các bạn sẽ thấy nó output thẳng ra cái dữ liệu đó, cái string đó. Và nếu mà thích thì chúng ta có cái tile. Bạn thấy nó là string nhá. Dạ. Nhưng mà sau đấy tôi hoàn toàn có thể là va data 2 bằng json.path cái biến data kia. Là console log ra cái data 2. Một cái là string, một cái là object. Đây. Một cái trên là string, một cái dưới là object, tức là ép kiểu một cái chuỗi về dạng
object, và cái object đấy chúng ta lại có thể là sử dụng được, ví dụ như data 2 chấm name, data 2 chấm age, được chưa? Chứ còn như lúc nãy data chúng ta chấm name tăng ra cái vẹo gì, được chưa? Chúng ta phải đưa cái chuỗi mà nhận được dữ liệu ở chỗ nào đấy, ví dụ nhận được dữ liệu từ từ thằng API đưa về đây, thì chúng ta nó chúng ta chỉ nhận được một đoạn chuỗi thôi, và chúng ta phải ép nó, ép cái chuỗi đấy trở thành object trong JavaScript thì chúng ta mới sử dụng được. Được chưa? Được chưa? Đây các bạn sẽ làm thử giúp tôi cái đoạn này. Ốp ra xem nó có phải cái tôi vừa làm ra không. Bây giờ xóa bớt đi. Để nguyên code cho các bạn. Được chưa? Tuấn Anh share màn hình ra nào, xem nó chạy không? Vâng. Rồi. Yếu. Rồi. Được rồi đấy. Rồi ok. Đấy thì chúng ta có hàm đầu tiên là hàm phạt. Ý nghĩa của cái hàm phạt này nó giúp chúng ta là chuyển đổi cái dữ liệu từ string sang dạng object. Được rồi. Và từ đấy về sau thì chúng ta muốn lấy ra name hay lấy ra age, chúng ta chỉ việc là data 2 chấm name hay là data 2 chấm age, thế xong. Được rồi. Đấy là cái đầu tiên. Cái nội dung thứ hai của chúng ta, cái hàm thứ hai của chúng ta là hàm string file, JSON string file. JSON string file thì ngược lại so với JSON pass là nó sẽ giúp chúng ta là đưa một cái đối tượng JSON về dạng chuỗi, mà chuỗi này thuộc dạng là chuỗi string, chuỗi của cái JSON. Được chưa? Chúng ta nhớ nhá. Thế vậy thì dùng hai thằng này tại thời điểm nào, đúng không? Thì với cái json.pass này chúng ta sẽ sử dụng nó khi, nhớ này, khi lấy được dữ liệu từ API. Dạ. json.pass là dùng khi chúng ta lấy được dữ liệu từ API, từ cái nơi cung cấp data của mình. Dạ. Còn json string file dùng để làm gì? Json string file dùng để chuyển cái dữ liệu dạng object của mình đang có, chuyển sang dạng string và gửi đi kèm với cái request. Tức là dùng Ajax để gửi request lên server. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng là JSON string file. Ok chưa các bạn ơi? Hai thằng này nó ngược nhau nhá. Đấy là về phần JSON. Về nói chung là về JSON nó tương đối gọi là đơn giản. Nó rất là đơn giản thôi, tôi chưa hiểu là chẳng qua là tôi đưa vào đây để chúng ta có một cái nhìn nó chính xác thôi, chứ còn thực ra tự các bạn cũng có thể đi tìm hiểu được cái đấy. Được chưa? Tiếp theo sang phần 2 của bài ngày hôm nay
là khái niệm về asynchronous JavaScript and XML, hay còn gọi là AJAX. Được chưa? Thì về nội dung cơ bản của nó thì AJAX ấy, nó là một nhóm các công nghệ sử dụng để tạo ra các ứng dụng web động hay các ứng dụng giàu tính Internet, Brick Internet Application. Từ AJAX được sáng tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Được chưa? Thì cái AJAX này nó được các trình duyệt là sử dụng từ 10 năm trước rồi. AJAX là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao và cách kết hợp các ngôn ngữ như là HTML hoặc XHTML với CSS trong việc hiển thị thông tin, mô hình DOM, Document Object Model được thực hiện qua các JavaScript nhằm hiển thị các thông tin và tương tác với những thông tin được hiển thị. Đối tượng XML, HTTP request để trao đổi dữ liệu một cách không đồng bộ với máy chủ web. Được chưa? Thì tôi demo trước nhé. Demo trước là chúng ta thấy có cái gì hay để chúng ta sử dụng. Thì đây, ví dụ như tôi sẽ vào thằng mockapi.io. Đây sẽ là kênh để chúng ta lấy request luôn. Tôi đăng nhập vào bằng Gmail của trường nha. Ví dụ tôi log out rồi này. Tôi log in lại này. Tôi log in bằng tài khoản của trường đi. Đây. Được chưa? Tôi sẽ xóa thằng này đi. Anh chưa reset đi ạ. Hả? À, chưa share. Rồi ok. Rồi đây, tôi vào trang mockapi.io, tôi đăng ký vào cho bằng tôi đăng nhập bằng cái email của trường cấp. Đây. Đây. Sau đó vào trong cái màn hình này tôi tạo ra một cái project mới. Ví dụ tôi tạo đây là GS trừ nâng cao. Dạ. Ủa, sao nâng ca nâng kéo gì này. Để đi. Ok. Rồi, GS nâng cao này. Trong cái GS nâng cao này tôi tạo một cái resource mới. Đây coi như là cái bảng ở trong database của bạn ấy. Ví dụ đây, đây tôi để là gì nào. Ví dụ như về khách sạn này, hotel. Dạ, hotel thì gồm những gì? Có ID này, có cái tên của khách sạn này. Tôi sẽ để đây là company, company commerce. Đây company name này. Tiếp theo là logo. Cái GS này có cái ảnh internet này. Avatar đấy, được chưa? Tiếp theo tôi có một cái address, address tôi cũng chọn là Faker ZF luôn, tôi để là street address, được chưa? Đó, tôi tạo ra một cái object như này, tạo ra một cái resource như này và tôi sinh ra khoảng 50-60 gì đấy, đây 60 dữ liệu, được chưa? Bây giờ khi mà tôi muốn lấy cái data này ra, đây cái data nó sẽ sinh, nó tự sinh cho chúng tôi như này. Được chưa? Nó tự sinh ra cho tôi như này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là lấy dữ liệu từ thằng này ra ngoài. Được chưa? Thì chúng ta sẽ gửi request lên trên cái đường dẫn này. Đây, gửi request lên đường dẫn này, https5e cái gì gì đấy, mockapi.hotel. Thì tôi sẽ lấy được toàn bộ cái tập dữ liệu mà do thằng mockapi này nó tự generate ra, nó cung cấp cho tôi. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm như thế nào để lấy được dữ liệu này. Thì ở trong cái file này tôi sẽ tạo một cái file mới là AJAX. AJAX.html. Dạ. Rồi, trong này tôi sẽ có một cái thẻ UL có ID là target. Dạ. Dưới này tôi có một thẻ script. Thì tôi sẽ có như sau. Tôi có cái hàm fetch. Trong này là một cái object. Đúng nhỉ? Hàm fetch này trong này là một cái object này. URL là bằng cái đường dẫn là HTTP như này. Method get dạ. Tấm đen. Bởi vì cái hàm fetch này nó trả chúng ta một cái promise. Dạ, tôi sẽ có respond. Respond. Không thì tôi sẽ viết như này đi. Đây, respond. Cái này là sử dụng của S6.
response và return ra response .json. Nếu tôi nhớ không nhầm, sau đó tôi có một cái gen nữa để data và return ra console log data. Rồi, để xem chúng ta có lấy được cái tập dữ liệu không nhá. À rắc. Ồ lỗi. HTTP Edge API cannot load Lesson 9 object URL scheme must be fail to fetch. Xem lỗi đâu. Giờ thì để tôi xem lại cái hàm fetch này phát. Fetch này, URL này. Này đi. À, URL. Request URL. Fetch. À, đây, 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 đây. Tôi sẽ bê cái này lên trên này. Tham số đầu tiên. Xin lỗi các bạn, tôi sai. Này, tôi đúng. À, request URL. À, cho thấy nó ra 60 complex. Dạ. Các bạn có thấy là ở đây tôi có trong cái mẫu API tôi có 60, bây giờ tôi giảm xuống còn 15. Tôi request, tôi reload lại thì nó trả cho tôi 15 cái object ở trong này. Được chưa? Và tôi hoàn toàn có thể sử dụng cái data này. Data này thì tôi ví dụ như là nếu data rest data .len lớn hơn 0 thì tôi thực hiện cái lệnh như sau. Tôi có cái và hoặc là let content được và được content bằng một cái string template. Tôi có vòng data chấm foreach, data foreach element. Dạ, có element thì bây giờ tôi sẽ có cái gì? Tôi có content cộng bằng với lại cái đầu tiên là thẻ li này, đóng thẻ li này, ở trong này tôi có đô la đóng ngoặc nhọn này, element chấm name, đúng không, element chấm name, sau đó hết cái vòng lặp này, dạ, hết cái vòng lặp này thì tôi sẽ tiến hành là document chấm query selector tăng target chấm inner html bằng với content. Và tất nhiên là trước khi tôi thực hiện cái này, hoặc là tôi thực hiện ở đây đi, tôi làm một cái cho cái html của thằng này nó bị trống đi, nó xóa cái nội dung trước đấy đi. Đọc dạ, bây giờ reload lại này. Còn thấy không, tập dữ liệu của chúng ta ở đây lên 46, thấy chưa? Đây, tập dữ liệu mà chúng ta đã lấy được từ cái mẫu API. Thì đây nó là cái ý nghĩa của thằng Ajax. Ajax nó là cái gì? Là một cái công cụ để giúp cho trình duyệt và cụ thể là bằng cái ngôn ngữ JavaScript có thể gửi một cái yêu cầu lên một cái server nào đấy. Server hoàn toàn có thể là bằng do chúng tự chúng ta viết ra hay là một cái server free nào đấy. Nó cung cấp dữ liệu. Sau đấy nó sẽ tiến hành là đưa cái dữ liệu nhận được từ cái server kia chuyển thành dữ liệu dạng JSON và làm thực hiện các cái phương thức khác hay các cái hành động khác ở trong cái project của mình. Được chưa? Thông qua thằng DOM. Được chưa? Bởi vì DOM trong JavaScript nó giúp chúng ta làm gì ạ? Nó giúp chúng ta thay đổi cấu trúc của file HTML. Được chưa? Và cái fetch này chúng ta thay đổi như nào thì nó phải phụ thuộc vào data. Đúng chưa? Data chúng ta dùng cái fetch này để gửi request lên cho một cái đường dẫn nó như này để chúng ta lấy dữ liệu về, đúng không ạ? Để lấy dữ liệu về. Sau đó chúng ta sau khi đã lấy được dữ liệu về, ở cái đoạn này là lấy dữ liệu về rồi này,
Thì khi chúng ta đã có dữ liệu thì chúng ta làm gì ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành là làm sao? Xử lý cái màn hình HTML như thế nào của mình thì dùng document hay là gọi là DOM, data object, document object model. Được chưa? Thì đấy nó là cái ý nghĩa của thằng Ajax. Thì chúng ta đã thấy cái tác dụng của nó như nào rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mới quay lại lý thuyết. Thì cái Ajax ấy, như lúc nãy tôi nói, nó là một nhóm các công nghệ sử dụng các ứng dụng web động, tức là sử dụng trong cái web động để làm cái website của chúng ta nó có những cái cách tương tác mà cảm nhận như là nó sẽ giàu, nó phong phú hơn, được chưa? Và đặc biệt với thằng Ajax này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều nơi áp dụng. Ví dụ như Google, ví dụ đây tôi vào cái Google này chẳng hạn, đây được chưa? Đây các bạn sẽ thấy này, tôi bấm vào một nội dung khác, tôi mở một nội dung khác ra, tuy nhiên là cái website nó không bị tải lại, nó không bị load lại. Đây có bị load lại không? Không bị load lại gì cả. Tôi mở cái này ra chẳng có gì thay đổi, back lại cũng không bị load lại trang, được chưa? Đấy, do đó là cái Ajax này nó tăng cái tính trải nghiệm của người dùng lên rất nhiều, cũng như là giúp cho cái website của chúng ta nó xử lý các thứ nó mượt hơn, được chưa? Thì đấy là cái ý nghĩa của thằng Ajax. Thì các bạn, những cái nội dung về Ajax các bạn có thể tự đọc thêm ở trong cái phần slide này. Đây, được chưa? Đây, cách hoạt động của Ajax, các bước thực hiện. Thì chúng ta có bằng này bước, 4 bước. Thu thập dữ liệu lên kịch bản và sự kiện. Ví dụ tôi bấm cái nút thì cái dữ liệu trong form nó mới gửi đến server. Được chưa? Hoặc tôi bấm vào cái, ví dụ như trong cái Gmail này, tôi bấm vào cái phần này, bấm vào đây thì nó mới biết là tôi đang muốn đọc cái email nào. Thì nó gửi request lên server, gửi cái ID của email lên. Sau đấy nó kéo cái nội dung này về, sau nó sinh ra cái giao diện ở phía trong này. Được chưa? Thì đấy là cái sức mạnh của thằng Ajax. Khi sự kiện xảy ra, sử dụng JavaScript để gửi một request lên server, có thể sử dụng request dạng get, post, put, pack, delete tùy theo API. Được chưa? Giống như con mẫu API nó cũng có quy định rất là nhiều các cái định dạng request khác nhau. Get là lấy danh sách này, cứ get là lấy dữ liệu ra này, get này. Được chưa? Get lấy dữ liệu theo ID này. Được chưa? Post là để tạo mới. Post là để tạo mới dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu ở trong này. Put là để làm gì ạ? Put là chúng ta tiến hành là cập nhật dữ liệu, cập nhật một cái dữ liệu nào đấy đang có trong database. Delete là để xóa cái dữ liệu đấy đi. Thì chúng ta sẽ dần dần làm những cái thứ này, được chưa? Thì đấy nó là cái nội dung về Ajax. Bước 3, server nhận dữ liệu, xử lý và trả về dữ liệu, thường là JSON. Bước 4, JavaScript nhận dữ liệu, gửi về bạt dữ liệu sang định dạng JSON, sau đó bóc tách và có hành động thay đổi một phần hoặc toàn bộ dữ liệu đang có trên màn hình, được chưa? Do các cái bước trên được trình duyệt thực hiện ngầm nhé, dựa vào code JavaScript, do đó người dùng không cần phải tải lại trang theo cách truyền thống để gửi dữ liệu lên server nữa, mà thực hiện hành động phát thay đổi luôn, được chưa? Không phải chờ đợi trình duyệt nó quay gì đấy, được chưa? Và phần 3 của chúng ta là sang sử dụng thành phần, sử dụng cái hàm fetch ở trong JavaScript. Thì ở đây là tôi nói trước một phần là chúng ta sử dụng JavaScript N5 ấy, để gửi request từ JS lên server, thì chúng ta có cái XML HTTP request hoặc là sử dụng Active Object với cái trình duyệt IA5 hoặc 6. Thì code ra cái hàm gửi request lên nó sẽ rất là vất vả, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng, thay thế nó bằng một cái hàm, và chúng ta sẽ sử dụng hàm fetch. Hàm fetch thì nó ra đời vào năm 2015, ra đời cùng với S6, được chưa? Nó ra cùng với lại khái niệm promise luôn, bởi vì trong cái hàm fetch này các em sẽ nhìn thấy tôi có cái chấm gen. Đây, chấm gen, được chưa? Cứ có chấm gen ở đâu thì ở chỗ đấy là promise. Thì JavaScript sử dụng hàm fetch và hàm promise để giúp gửi request bằng JavaScript tới server, tương tác với dữ liệu đơn giản hơn và ngắn gọn hơn rất là nhiều, được chưa? Hàm fetch được viết trên nền của promise nên tránh được trạng thái callback heo, code dễ đọc hơn và sáng sủa hơn. Hàm fetch được nâng cấp theo các chuẩn mới của JavaScript từ ECMAScript 2017 S8, hoặc là fetch tích hợp được với các tính năng mới như async await cũng dùng được cái thằng hàm fetch này, được chưa? Đây, ví dụ như tôi thực hiện gửi một cái request lên server thì tôi chỉ việc đơn giản như này thôi. Tạo ra một cái đường dẫn này. Hàm fetch thì nó nhận cái tham số đầu tiên, nó có hai tham số nhé. Tham số đầu tiên là tham số đường dẫn. Đường dẫn là gì?
Được chưa? Tham số thứ hai là một object. Đây một object này. Được. Trong object này cung cấp những cái gì? Thứ nhất là cung cấp về method, phương thức gửi lên là gì? Get, post, put, pack, delete hay là cái gì đấy. Nó cung cấp dữ liệu gửi lên. Được chưa? Cái dữ liệu gửi lên cùng với lại cái URL kia là gì? Được chưa? Nó còn quy động thêm một tỷ các thứ khác, những cái header các thứ các kiểu, rất nhiều những cái thông số của request. Sau đó sau khi gửi request xong, nó sẽ chờ thằng server trả về dữ liệu, trả về một cái chuỗi string. Thì cái hàm nằm trong cái callback nằm trong thằng gem này nó mới chạy này. Thì ở đây cái callback này nó return ra một cái gì ạ? Response.json, tức là chuyển đổi cái chuỗi kia, cái chuỗi nhận được ấy, sang dạng json. Được chưa? Sau đó cái gem thứ ba thì chúng ta mới nhận được cái biến data ở đây, biến data này. Cái biến data này thì nó mới thực sự là cái gì ạ? Nó mới thực sự là cái dữ liệu dạng object. Được chưa? Nó mới thực sự là cái dữ liệu dạng object, và chúng ta lốc nó ra thì hiển thị dữ liệu ở dưới này. Được chưa các bạn ơi? Thì đấy nó là cái ý nghĩa của thằng fetch này. Được chưa? Bây giờ các bạn làm giúp tôi một việc. Đó là các bạn thực hiện cái việc gửi request lên server. Gửi request lên server bằng sử dụng hàm fetch kia. Gửi lên cái API này để lấy được tập data về. Đây, code sẵn rồi đây, các bạn lấy thử xem có làm được không. Chúng ta có 5 phút để ngồi làm thử. Được chưa? Làm đi. Đây, dựa vào cái đống này. À, đây dựa vào cái đống này. Thay cái biến URL bằng cái đường dẫn tôi gửi ở trong phần chat để chúng ta làm. Cho chúng ta 5 phút để làm nhé. Thank you.
Nào các thanh niên, được chưa? Được rồi ạ. Ghê nhỉ, được luôn mà. Có ai thắc mắc gì không? Nói chung là phần phép này nếu mà chúng ta quen với cái promise rồi nó thì nó khá là đơn giản, khá dễ hiểu. Được chưa? Bây giờ có bài tập như sau, yêu cầu như sau nhá. Chúng ta vào mẫu API tạo ra một cái project. Tên đấy, project đấy là tên và mã số sinh viên của các bạn. Được chưa? Xong rồi tạo ra một cái research mới. Research đấy tên là hotel như này này. Được chưa? Các bạn cũng tạo ra các cái scheme như tôi như này. Được chưa? Làm luôn. Sau đó yêu cầu từ giờ là các bạn sẽ làm cái bài assignment dần, là sẽ lấy dữ liệu từ cái thằng mock API này để hiển thị ra ngoài cái giao diện của mình. Làm luôn. Vào mẫu api.io. Cái như nó thì cho ba thứ hạng là ba bảng rồi thế. Thì đúng rồi, thì chúng ta chỉ làm hai bảng thôi. Assignment chứ có phải là làm project thật đâu mà làm loạn lên. Yêu cầu gì thầy nhỉ? À? Thì viết lên, viết chắc lại lên không anh em quên. Rồi, ok. Đây, yêu cầu như sau. Tạo project. Project trong mockapi.io. Tạo. Research. Theo như trên video đấy, làm luôn. Nhưng mà tôi không yêu cầu các bạn hiển thị thành ULLI, bây giờ tôi sẽ yêu cầu các bạn hiển thị thành table. Được chưa? Làm luôn nhá.
Dũng xem màn hình thế nào? Dũng xem màn hình thì máy tính đi. Để tôi xem làm như nào, có gì tôi chỉ cho. Ngắn luôn. Ừ, em đã làm gì đâu, em mới chỉ em mới tạo xong mod API thôi mà. Chè đi. Bây giờ. Rồi bây giờ làm đi. Em cứ làm đi. Em mới đang bắt đầu mở, em mới đang bắt đầu làm trên mình đang bắt đầu mà. Ừ. Cứ làm đi. Cho first đầu tiên. Ở trong cái cặp Dũng không? Em biết cái method pump, method get. À, không hả? Rồi. Ừ. Ra ngoài của Dũng hoặc tròn đi. Rồi. Ra ngoài của Dũng hoặc tròn. Đấy, Dũng rồi, chấm gen. Rồi, đóng mở ngoặc vào. Em nhận được một cái response, cái biến là response. Đúng rồi, function response. Ừ, function response cũng được. Rồi, ES đấy cũng được, chẳng cần phải viết đủ đâu. Rồi. Đó. Return. Rồi, respond.json. Respond. Đúng rồi, .json. Đóng mở ngoặc tròn. Thiếu đóng mở ngoặc tròn. Rồi. Rồi. Ra ngoài đấy, cũng dòng lại .gen. Lại tăng cân. Data. Rồi, console log ra cái data. Rồi. Lưu hướng chạy thế nào? F12 lên. Console. Đây lấy dữ liệu đây. Ừ. Ừ. Rồi lại mở dạng trực code đi. Lên trước cái thẻ script ấy. Đằng trước cái thẻ script. Vâng. Trước thẻ script. Rồi em enter xuống nữa đi. Nhiều nhiều vào. Mạnh tay đi. Rồi viết thẻ table. Rồi, xong rồi viết một cái th, thẻ th. Tf á? Th. 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 S rồi. Không biết thẻ th à? Thế chứ đầu ấy, đầu đi lên tiếng Anh ấy. Đây này, tôi chat cho. Phần chat đấy. À, thế. Rồi, chúng ta TH là cột ID đúng không? Viết ID ra. Không, không phải TR nữa. Viết thẳng chữ ID ra thôi. Xóa TR đi, đúng không? Rồi, xuống ra ngoài của cái TH, TH đi đi. Lại làm một cái TH nữa, đúng rồi. Name.
Đấy, xuống lại xuống dưới logo. Đúng rồi. Xong dưới nữa là address. Đúng rồi. Ra ngoài cái TH đi. Để đóng cái TH đấy. TH cơ mà, thẻ đóng của TH cơ mà. Đấy, rồi tên T3D. T3D. T-body. Body. Ừ. T-body. Khổ quá rồi, học HTML này ai dạy không biết. À. Từ chữ T. Đến cua đến cái chữ y một cái là xong. Ô hay. Rồi. Rồi kéo ông code JavaScript đi. Rồi code JavaScript ở trong. Nào nào ăn đấm đấy. Ở dưới console này, console log data ấy, enter nó xuống. Đấy, enter xuống. Rồi có biến đô la à, và content. Bằng string template có biết dấu gì không? Cái dấu mà bên cạnh số 1 đấy, ở bên tay trái số 1 ở trên bàn phím ấy. Trên bàn phím của em là, em kéo đi đâu? Có nhìn thấy trên bàn phím có cái nút nút bên cạnh số 1 ở bên tay trái của số 1 không? Bấm vào đấy. Mày gõ shift làm gì? Cái nút bên cạnh của số 1 cơ mà. Dấu huyền cái dấu này này có nhìn thấy không? À cái thấy chưa? Đâu cái nữa rồi chấm phải cái đấy gọi là string template. Rồi, xong rồi lấy data.4x đi. For x cơ mà. Không biết viết chữ for x à? Chết rồi. For x. Oh. Xem lại JavaScript for x. Nhanh lên search đi, em mở trình duyệt em search đi. JavaScript for x. Đấy, cái biến data.forex. Em copy cả cái dòng, cả cái đoạn màu đen đen đi vào. Đấy, thay cái ARR cái bằng cái data. Rồi, function xóa cái con back đi. Rồi để đấy, đấy xóa luôn các phần thử đi. Xóa luôn ba phần thử đi, viết chữ item vào. Item. Thằng này nghe nghe có vấn đề vãi trưởng. À các
À các cái kia đúng rồi. Cái gì đây? Làm gì đây? Item. Item mày viết chữ ID. Rồi xuống dòng đi. Xóa luôn cái phần zip ARG đi. Đúng rồi. Xóa tiếp đúng rồi đến thế, xong rồi đến đến đầu tab nó vào một cái cho nhìn nó đẹp. Cái dòng 35 ấy. Tab vào. Ừ. Làm sao cho nó bằng với cái data đi xem nào. Rồi enter xuống. Ông có bao giờ ông mở mắt ông nhìn tôi cốt như nào không ông Dũng? Hả? Rồi. Có nhìn thấy cốt của tôi không? Có bao giờ nhìn thấy cái cốt nó như thế này không? Hả? Có bao giờ thèm nhìn đâu? Sao? Đến đầu dòng 35 enter nó xuống, khổ lắm. Đầu dòng 35 enter nó xuống. Nữa. Rồi, lên dòng 35 này. Lại tab vào trong, đúng rồi. Bây giờ content bằng gì? Content bằng content cộng bằng chứ bằng cái gì mà bằng? Content cộng bằng. Ừ. Lại hai cái dấu lúc nãy ấy, cái dấu bên cạnh số 1 ấy. Khổ như dạy thằng ngốn ninh vật. Đây viết thẻ TR ra ở trong đấy. Ở trong hai cái dấu đấy viết cái thẻ TR ra. Rồi enter xuống đi. Rồi cứ viết viết xong hay xong vào giữa hai thẻ TR enter xuống. Nữa. Rồi lùi lên trên một dòng. Tap vào. Rồi. Bây giờ viết thẻ TD đi. TD cơ mà. Rồi ở giữa cái thẻ TD đô la đóng ở ngoặc nhọn. Mặc nhọn cơ mà. Đây, item.id chẳng hạn. Ôi giời ơi. Đúng rồi. Name nhưng mà cái name hay ID các em phải xem cái cột ở trong database ấy, ở trong cái mốc API ấy, tên cột nó viết như nào, em copy y nguyên lại em paste vào đấy chứ không phải là em viết ID hoa với name hoa như kia đâu. Mở cái mốc API ra xem nào. Có nghe thấy gì không Dũng? Không nghe ạ. Đấy mở cái hotel ra. Có edit gì cả. Kéo xuống. Đấy nhìn tên cột nó như nào. Copy cái tên cột đấy. Ném vào. Name. Hello. Password. Logo thì nó là đường dẫn ảnh, đúng không? Ừ. Thế vậy cái đường dẫn ảnh để hiển thị ra được thành cái ảnh thì nó phải là ở trong thẻ gì? URL. Ôi giời ơi, làm gì có thẻ nào là thẻ URL? Chưa bao giờ có thẻ URL luôn. Không phải thẻ URL. Thẻ ảnh là thẻ gì? File. File. Làm gì có thẻ nào là thẻ file? Thẻ IMG. Cắt từ cái đoạn. Làm gì đấy? Làm gì đấy?
gì đâu ạ? Cắt từ cái đoạn đô la đến đóng hoặc nhọn. Có nghe gì không? Cắt từ cái đô la, cắt từ cái đô la cho đến cái đóng hoặc nhọn. Cái nào là cái đóng hoặc nhọn? Ông thực sự có vấn đề về 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 cốt cơ bản rồi đấy ông Dũng ạ. Từ cái mở, từ cái đô la, ông bôi đen từ cái dấu đô la cho đến cái dấu đóng hoặc nhọn, ông can chôn x một cái thôi, ông không làm nổi. Nó cũng chịu luôn. Đúng dòng đi. Ngay để tự làm sao làm được. Enter xuống, cái nữa. Enter đi. Rồi, tap vào trong. Đấy, viết thẻ IMG ra. Rồi SRC viết pet cái đồ cái vừa cắt vào, có biết pet cái vừa cắt vào làm nào không? Đúng rồi, thay cái ALT cái bằng cái width đi. Width bằng bao nhiêu? Width bằng để bằng đời 70 đi xem nào. Khổ lắm cơ. Đã kiến thức HTML hỏng hỏng dã man luôn. Enter xuống. Lại cái TD còn cột gì nữa, phang nốt vào đấy. Nay với bản môn này lại học lại. Khổ. Rồi ra ngoài khỏi đi. Có biết như thế nào là ra ngoài khỏi cái tối không? Làm gì đây? Ê, ra ngoài hả? Ra ngoài như nào? Ra ngoài khỏi cái tối là như nào? Đúng rồi, à. Để đấy. Ê, luôn tôi đang rất là mình. Tôi đang rất muốn chửi người và đánh người. Enter xuống. Đấy, document. Chấm gì để xác định cái thẻ TR? Làm sao để xác định cái thẻ TR? We very selector. Viết đi. Đúng rồi. Nào. Ăn vả bây giờ này. Đấy, ông thấy không? Ông đâu có còn cái gì của bên của Java của JS một đâu. Trong cái query selector ấy viết string ra. Cái chuỗi đâu, viết cái chuỗi, viết ký tự, tự chuỗi như nào? Hai cái dấu phẩy. Đấy. Thẻ T3D vào. Viết cái chữ T đi vào. T không biết cái thẻ T ba đi luôn. Rồi ra ngoài xóa dấu hai chấm, xóa dấu chấm phẩy đi. Chấm inner HTML. Chấm. Rồi bằng cái content. Rồi chạy đi xem nào, lưu xuống.
Sao ra hiển thị dữ liệu chưa? Thôi ạ. Đọc lại đi xem có còn không biết cái gì ở trong cái đống vừa rồi không thì ghi chép vào lấy sổ ra. Từ sau đừng để người ta phải liên tiếp lên nữa. Vâng ạ. Nguyễn Văn Thành ơi, xem màn hình như thế nào. Hạ cái gì? Học ngu như này thì làm sao mà chạy liên tiếp lên? Thành share đi. Có mỗi cái yêu cầu vớ vẩn này mà không làm nổi, bây giờ học Z nâng cao rồi. Em mới làm xong cái xóa. Xóa gì? Ai mượn ông làm xóa? Đây. À, làm được cái gì rồi? Xóa thôi này ạ. Xóa đi thế nào? Nhưng mà của em phải lốt lại nó mới mất cơ. Ôi giời ơi. Tại sao lại thế? Dạ. Không làm được bằng cái xóa luôn à? Xóa luôn bằng JavaScript không xóa được à? Để tí em xem ạ. Xem cái quái gì, cái giải pháp của ông là gì như nào mà ông đòi xem. Vậy em này em lấy ID, em dùng cái function, dùng hàm phép delete nó. Ôi còn lợi không? Nào, được rồi. Còn ai chưa làm được cái phần vừa rồi không? Ai chưa làm được hay bị lỗi thì cần hỗ trợ thì báo luôn nhá. Đây tôi sẽ share lại màn hình của tôi. Quá chán luôn. Đây đầu tiên tôi nhúng cái link của Bootstrap vào này. Còn tiếp theo tôi tạo một cái table có class là table table snippet này. Th này. Đây th. Trong cái th này thì tôi có gì? Th này tôi có các cái th, th bao gồm ID này. ID. Name. Logo, address và đây tôi thêm một cái nút nữa là nút thêm mới. Thêm mới. Đó. Dưới cái th này tôi có thể tbody. Đây là phần nội dung của cái table đúng không? Thì bây giờ tôi lấy ra danh sách của hotel này, thì đến đây tôi có danh sách hotel này. Dạ. Tiếp theo là tôi sẽ xóa trắng cái nội dung của thằng tbody này đi. Dạ. In HTML rỗng này. Tiếp theo data này, content này. Được dạ. Thì ở đây thay cho cái việc là tôi sẽ sử dụng ULI thì tôi sẽ sử dụng cái tr. Tr. Đóng thẻ tr này. Trong thẻ tr này tôi có thẻ tbody à, td td hôm nay tôi sử dụng string template do đó là hiển thị giá trị thì tôi sẽ đô la đóng một hoặc nhỏ thì tôi có cái element chấm id đây element chấm name element chấm avatar à, logo logo thì cái logo này thì nó phải là cái thẻ gì ạ, nó là cái thẻ img img có cái thuộc tính src bằng với lại cái element logo và có class tôi để width cho nó đi width bằng 100 pixel chẳng hạn và có cái class bằng img cách img trừ avatar đó theo là element.address và cuối cùng là tôi có hai cái nút, một nút sửa, một nút xóa.
Đây, tôi có cái btn button. Copy cái button này cho nhanh. Primary. So. Và một nút nữa là nút danger. Và. À, ok, xong. Không hiển thị cái gì luôn. À quên, cái này tôi chưa sửa nốt. Cái này phải là T3D. Ở đây. Dạ. Đây là tôi đã lấy được cái danh sách của cái đống này rồi. Được chưa? Thì các bạn có thể xem ở trong này để à. Không biết cái này tôi có để đến GitHub nhỉ? Project này tôi chưa đẩy lên GitHub à? Chưa. À, thế thì các bạn phải xem rồi. Chưa có vẹo gì à? Ừ. Sao có gì nhỉ? Không phải. Vãi chưởng. Ok, tôi sẽ đẩy lại cái project này nhé. Rồi các bạn ơi, cái GitHub của chúng ta ở đây. Nhưng mà bạn nào có lấy dữ liệu thì đăng vào. Rồi bây giờ tôi sẽ làm thử cái chức năng xóa cho chúng ta xem nhé. Xóa thì nó sẽ như nào.
Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm xóa. Thì trong cái project này của chúng ta ấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành là chạy nó lên lại đây đúng không? Copypad này, chạy cái này lên này. Đây nó sẽ như này. Thì bây giờ tôi mong muốn là tôi bấm một cái nút xóa này. Thì cái thứ nhất tôi sẽ tiến hành là xóa cái dòng này đi luôn, xóa cả cái tên này đi luôn. Được chưa? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi sẽ tiến hành là gì ạ? Tiến hành là sẽ xóa cái dữ liệu mà tôi vừa mới bấm vào khỏi cái mốc API này luôn. Xóa bay đi luôn. Ví dụ như đây chúng ta đang để là 46, ví dụ tôi để 14, 15 đây. 10 đây chẳng hạn, tôi bấm cái này nó còn số 9. Được chưa? Thế vậy chúng ta sẽ làm như nào? Nhá. Thì để tôi coi nào. JavaScript remove element ID selector. Node.parent remove child. Rồi ok, tôi sẽ thử nhá. Ở đây khi mà sinh ra cái đống này ấy, thì tôi sẽ có thêm một cái ID cho mỗi thằng. ID này sẽ bằng là row trừ. Dạ, trừ cái trừ này tôi sẽ lấy theo cái element ID. Dạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy sau khi tôi sinh ra được cái trò này, cái trò mèo này rồi. Thì ở trong cái project ở đây, ở trong cái đống này, cái đống dữ liệu của tôi ấy, trong cái table t3d, thì mỗi một cái dòng này nó có một cái row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không? Đúng không? Thì tôi đã dựa vào cái ID để tôi lấy ra được là thằng nào tôi cần xóa rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ làm gì? Ở trong mỗi một cái button này tôi sẽ tạo ra một cái sự kiện là on click bằng một cái function, đúng không ạ? Bằng một cái function là remove element và dự và truyền vào đây là đô la đóng một khoảng nhỏ element chấm id, dạ element chấm id. Và tất nhiên ở ngoài này tôi sẽ có một cái function remove element và truyền vào nhận một cái là id, dạ. Thế vậy bây giờ tôi sẽ làm nào, tôi sẽ xóa cái phần tử dựa vào cái id trên cái trình duyệt này trước nhá. Tôi chưa gửi request gì lên server hết. Dạ, tôi sẽ có như sau. Và remove node là cái thẻ bị xóa đấy, bằng document.query selector, query selector này, query selector bằng thăng row trừ đi, dạ, thăng row trừ đi cái cộng chuỗi với cái ID. Dạ, chúng ta thử là remove node chấm parent node chấm remove try chấm remove try và chuyển cái node vào, thử xem nó có bay nhá. Đây này bài. Thầy ơi, thì đang cho cái on click vào cái nút sửa ấy thầy. Thế thì cốt xem on click vào nút sửa kìa. Nhầm. Ok, thank you. Đây. Lỗi rồi. Node is not defined. À đây, đây là remove node. Sorry các bạn. Hai rồi đúng không? Đây là thằng hai rồi. Tôi tìm lại cái thằng lúc nãy không có này. Paris này. Có đúng không? Xóa này. Bay rồi đúng không? Được chưa?
Thế là xong một phần của Thành rồi nhá Thành nhá. Vâng ạ. Dùng để xóa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một việc nữa là xóa cái phần tử này khỏi cái server luôn. Để lần sau khi tải lại thì nó cũng bị mất luôn rồi. Được chưa? Thế chúng ta làm nào. Chúng ta có cái fetch cái gì? Dạ, fetch cái gì thì chúng ta phải xem cái đường dẫn của thằng này nó cung cấp cái gì để xóa. Đây tôi vào edit này. Để xóa đi thì nó có method dạng delete, được chưa? Với đường dẫn là hotel ID, được chưa? Thì tôi sẽ copy lại cái đường dẫn này, cái request URL này tôi vẫn giữ nguyên nhá. Được chưa? Thì tôi có là một cái đường dẫn nữa là va remove URL bằng cái request URL cộng chuỗi với dấu xưởng là rồi cộng tiếp với lại cái biến ID đúng không? Thế là xong cái đường dẫn nhá. Xong fetch này thì tôi sẽ có là remove URL phải tham số thứ hai với cái method dạ, với cái method bằng delete dạ, lại chấm gen respond và return the respond chấm json tiếp theo chấm gen là data và chúng ta console log là xem nó trả cái gì và lần sau chúng ta reload lại xem nó có bị mất không. Đây vẫn giữ nguyên nhé, xóa này. Oh, respond is not defined. Fetch remove URL. Cái respond thì viết sai chính chính tả. Đâu? Cái respond thì ơi. À đúng không? Đây nhầm, sorry. Đây nó đã xóa rồi này, nó không reload lại được, cái thằng reload xong nó cũng không còn hiển thị thằng số 2 nữa, thằng số 1 nữa này. Đây, xóa nó trả về cái phần tử vừa bị xóa. Và ở trên này do chúng ta làm hai lần rồi cho nên là cái phần này nó sẽ hiển thị đây là số mấy á, số 8, được chưa, do xóa mất hai thằng rồi. Thì đấy, cái phần code này tôi sẽ đẩy lên về các bạn xem trước cho tôi nhé, ứng dụng sẽ rất nhiều, chúng ta không làm cái gì mà phải reload lại trang web cả, nó sẽ chạy ngầm hết, được chưa. Bây giờ tôi điểm danh nữa nhé, không phải không kịp rồi. Đẩy code tôi đẩy lên trên đường dẫn rồi nhá, lên cái GitHub rồi nhá, các bạn check trên đấy đi. Rồi, lại giống như đợt trước nhá, đọc đến ai người đấy chat lên. Nguyễn Đăng Trung, có không? Trung có không? Rồi, Văn Ánh có không em ơi? Hữu Tú, Bùi Văn Nam, Bích Thảo, Văn Thành, Trung Hiếu, Thùy Vắng này, Phan Viết Tú, Phan Tuấn Anh, Trần Thị Yên, Vũ Duy Đăng, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Vũ Dũng, Phạm Ngọc Anh, Lê Anh Tiến, Đỗ Anh Thái, Nguyễn Bá Tú, Nguyễn Duy Hiếu, Vũ Đức Hải, không có luôn, Phan Ngọc Quang, Nguyễn Văn Khương, Phạm Thị Hoài Thu, Nguyễn Trung Nam, Trần Văn Quang, Đinh Văn Thi, Lê Đình Vinh, Lê Bá Quốc, Trần Đức Thuận, Nguyễn Công Tuấn, ok này, Nguyễn Bá Hưng vắng này, Đỗ Thanh Lâm, Hồ Trọng Toản, Đinh Thành Vinh, Đinh Công Tuấn Anh, Tống Quang Đại, Vương Chí Hiệp, Lê Đức Huy,
Lê Đức Huy, Nguyễn Tiến Tuân, Tiến Tuân không có này, Cao Thế Tùng, Cao Thế Tung, Phạm Minh Hiếu, rồi còn ai chưa điểm danh không? Rồi ok, cốt bài này tôi đã đẩy lên rồi nhá, cốt bài này tôi đã đẩy lên, chúng ta về xem lại video xem.